kinh nghiệm chọn chồng. Sau khi cô gái dẫn bạn trai về nhà, ra mắt gia đình, bà mẹ nhận xét về chàng trai. Bạn trai của con thình thể cũng tạm được. Mẹ ngồi quan sát hồi lâu, không thấy nó ngáp vặt. Chứng tỏ nó không nghiện ngập. Miệng cười tươi, sao lại làm ăn tốt. Duy chỉ có đôi mắt hơi cuồng, chỉ sợ thức đem cờ bạc thôi. Nhưng làm sao biết được anh ấy cờ bạc hả mẹ? Dễ thôi mà con, cứ kiểm tra mắt cá chân. Anh nào cờ bạc, ngồi chiếu bạc, rung đùi, đương nhiên là phải chai mắt cá rồi. Nhưng anh ấy là công chức, suốt ngày đi dài đi tắt, thầy làm sao kiểm tra được hả mẹ? Dễ thôi mà, con cứ rủ nó đi nhà nghỉ kiểu gì chẳng lột ra hết. <laughs> Quen mồm Một chị cán bộ rất xính dùng từ sinh hoạt, có lần đoàn công tác trên thành phố xuống làm việc giới nguyện. Khi xong việc, chị được phân công mời đoàn ở lại ăn cơm chưa So hai tay vào nhau chỉ bảo Mời các anh các chị bớt chút thời gian vàng ngọc ở lại sinh hoạt chưa với chúng em gọi là cái nhà lá vườn đấy mà khi cơm nước được dọn ra chị nói mời các anh lãnh đạo thành phố và chị nhà báo sinh hoạt ở trên giường còn các anh lãnh đạo nguyện và chúng em sinh hoạt ở dưới đát <laughs> lựa chọn hai bụm nhậu nói chuyện với nhau nếu phải chọn giữa vợ và rượu thì anh sẽ chọn thế nào dĩ nhiên là tôi sẽ chọn vợ thế ra anh vẫn yêu vợ hơn yêu rượu à không phải thế vì nếu tôi bỏ vợ thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để mà uống rượu <laughs> cần uống bao nhiêu trên diễn đàn vị giáo sư thuyết trình về tác hại của rượu các anh nên nhớ rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng nghe thế một thanh niên đứng lên hỏi thưa giáo sư xin giáo sư cho biết cần uống chừng bao nhiêu thì có thể có được sự chia ly này ạ. À. Lý do say Anh chồng say rượu trở về nhà, Cô vợ cào nhào. Hứa mãi rồi, Mà vẫn uống, Lại say bét nhà. Nhiều cái gì, Có một chai cho ba người. Thế tại sao anh lại say hai người kia hẹn nhưng lại không đến <laughs> buồn quá tôi buồn quá ông ạ à. có mỗi móng con trai mới tí tuổi đầu mà đã nghiện rượu rồi ôi thế thì tai hại quá bây giờ mà nó đã nghiện ngập rượu chè thì mai kia hư hỏng mắt thôi. Thế ông tính làm sao bây giờ? Ờ, thì giờ đây tôi đành phải tự đi mua rượu lấy thôi. Chứ sai nó đi mua, thì lúc về đến nhà chỉ còn có một nữa. <laughs> Vụng chèo khéo chóng. Nhân lúc vợ đi vắng, Sếp Tranh Thủ gọi điện hẹn cô thư ký. Ngày mai em sắp xếp đi du ngoạn nhé. Thế anh không sợ bà xã à? Ồ, anh coi bà ấy là cái đinh. Vừa lúc ấy bà vợ đi chợ về, nghe thấy liền hỏi. Ông bảo ai là cái đinh đấy? À, anh đang khoe với thằng bạn, anh là chủ cột gia đình còn em là cái đinh đóng vào cái cột này vì người ta vẫn bảo chắc như đinh đóng cột là gì <laughs> sếp đi học tại lớp thi lại chức kế toán tài khoản chi phí chờ phân bổ sếp có chép đúng như phao em ném vào không hả trời ơi Vậy mà tao nhìn lộn là chi phí chở phân bò nên tao ghi vào bài thi rồi. Sập 7 Một thanh niên mới sinh vào làm bảo vệ ở một công ty. Sáng hôm sau, sếp mời đến phòng làm việc. Vỗ vai vui vẻ nói Đem đầu trực ở đây, anh ngủ có ngon không? cảm ơn sếp tôi ngủ rất ngon ạ à. vậy anh có thể thôi việc luôn được rồi đấy hóa <laughs> ra là một vị khách ngoái sang người đàn ông ngồi bên cạnh phê bình nữ ca sĩ đang hát giọng hát nghe chán quá ông có biết cô ta là ai không Dạ có Cô ấy là vợ tôi ấy ấy Tôi xin lỗi Đương nhiên giọng hát khá hay Chỉ vì bài hát không ra sao cả Mà cũng không biết ai sáng tác bài hát chán như thế này Chính tôi sáng tác đấy Thưa ông Bệnh nghề nghiệp Cô vợ than chắc anh chồng tại sao nhiều khi em đang ở thời kỳ nguy hiểm mà anh cứ nài nỉ bằng được bộ anh không biết chúng ta đã vỡ kế hoạch hai đứa rồi à thế chẳng lẽ em không biết anh là nhà văn sao hả nhà văn thì sao thì sáng tác phải theo cảm hứng chứ <laughs> bệnh viện tâm thần trong bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra để xem bệnh nhân nào có thể ra viện với các câu hỏi rất đơn giản như mắt đâu mồm đâu mũi đâu nhưng không có bệnh nhân nào trả lời chính xác cả cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm hỏi mồm thì chỉ vào tay các bác sĩ rất thất vọng vì công tác điều trị có vẻ không hiệu quả lắm. Đến phòng cuối cùng, có một bệnh nhân đang ngủ chưa? Các bác sĩ liền dựng dậy hỏi: "Mồm đâu?" Anh chàng ngáp một cái rõ to. Các bác sĩ vui mừng hỏi tiếp: "Mắt đâu?" Anh chàng đưa tay dụi dụi mắt. Thế là các bác sĩ liều chuẩn y ngay là bệnh nhân đã lành bệnh, có thể xuất viện được rồi. Lúc đó, các bệnh nhân khác xúm xích lại hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng rất lấy làm phấn khởi, vỗ đét một cái vào mông trả lời. Các cậu phải biết nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ. <laughs> Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tệ một bệnh nhân để cho ra viện, bác sĩ hỏi: "Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không?" Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời: "Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao?" Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này đã hết điên rồi, có thể cho ra viện được, để cho chắc bác sĩ hỏi thêm tại sao như thế lại không được thế nhỡ ông đóng chượt cái đinh cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à <laughs> bọn gà ngu sững bệnh nhân mắc bệnh ngoan tưởng nghĩ mình là sâu nên rất sợ gà ăn thịt mình sau khi điều trị, bác sĩ cho ra diện và dặn Anh là người đàng hoàng, không phải sâu bọ Việc gì sợ mấy con gà kia Thưa bác sĩ, tôi cũng biết thế Khổ nổi bọn gà ngu sững kia Có ai điều trị cho nó đâu Nên nó vẫn nghĩ tôi là sâu <laughs> đàn ông là bản nháp một nữ văn sĩ nổi tiếng tranh luận với ông mục sư về kinh thánh về sự hơn kém giữa đàn ông và đàn bà mục sư nói nhưng bà phải thừa nhận rằng đức chúa trời đã tạo ra đàn ông trước rồi mới đến đàn bà đúng không đúng quá kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi đã cho thấy muốn viết một cuốn sách tốt trước tiên tôi phải viết nháp đã cùng say cả hai bố con nhà kia đều là những con sâu rượu hôm ấy bố say tí bỉ về nhà trông thấy đứa con liền mắng ngay thật không ra hệ thống gì tao nhìn mày thấy mày không ra một con người quỷ không ra quỷ lúc là một lúc là hai tao không cho mày cái nhà này nữa nghe thế người con cũng đang xây khước liền đáp à thế thì càng hay cái nhà của ông nào có ra gì lúc nghiêng bên này lúc đảo bên kia nghiêng đi nghiêng lại ông có cho tôi tôi cũng chẳng thèm lấy nghệ thuật bán hàng người bán hoa mời một chàng thanh niên anh ơi anh mua tặng vợ một bó hoa đi tôi chưa có vợ vậy anh mua tặng người yêu đi anh tôi cũng không có người yêu Vậy thì, anh hãy mua hai bó hoa để ăn mừng sự may mắn của mình. Vẫn là quen mồm, người anh trách đứa em trai. Mày đụng đâu sổ tiếng Tây đến đó, coi chừng nhiễm bệnh sùng tiếng nước ngoài đấy. Nói chuyện với người Việt, mày dùng tiếng Việt có được không? Ok. Lại tiếng Tây nữa rồi. Mày thay tiếng OK bằng tiếng Việt được không? Yes, sir. Có muốn vỡ miệng không? No. <laughs> Cả bây giờ tôi cũng muốn. Tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn, quan tòa hỏi bên nguyên đơn là cô vợ. Bà có yêu cầu gì đối với bị cáo không? Thưa tòa, tôi không thể nào sống như vậy được nữa. Chúng tôi làm quen nhau năm ngoái tại phân xưởng của chúng tôi làm việc. Lúc đầu anh ta muốn tôi một lần mỗi tháng, sau đó một lần mỗi tuần. Vậy mà anh ấy vẫn cho là ít. Khi làm việc, anh ta cũng muốn. Lúc nghỉ chưa, anh ta cũng muốn tôi không thể sống như vậy được nữa quan tòa nghe thế liền quay sang hỏi anh chồng là bị cáo bị cáo anh muốn nói gì nữa không thưa A tòa tôi biết nói thế nào bây giờ ngay cả bây giờ tôi cũng muốn <laughs> Tự bạch. Sau khi đống ngã đối tượng của mình, chàng trai tỏ ra nghi ngờ. Em à, anh không nghĩ là anh lại có thể được em chấp nhận nhanh đến thế. Anh thì em mới thế, chứ người khác thì còn phải một lúc nữa cơ. Vên trong quán bia, hai người đang chúc bầu tâm sự. Công việc chinh phục đỉnh Everest của cậu dạo này thế nào? Mình nghe nói con bé ấy vên lắm phải không? Ừ, trước vên mà bây giờ lại càng vên. Biết ngay mà, thế vẫn vên cơ à? Giờ thì vên cái bụng. <laughs> Và một tháng lương Chồng đi với vợ tới chơi nhà bạn Anh bạn tiếp đón niềm nở và khen Ồ, chị có cái dù và bộ quần áo đẹp quá Hài hòa và tinh tế như một bài thơ Anh chồng vội chen vào nói Một bài thơ là thế nào? Tất cả là năm bài thơ, một chuyện ngắn và một tháng lương nữa đấy. Bích Tết Đá Một người đàn ông bị rạn sọ được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi, có chuyện gì xảy ra với ông vậy? Vợ tôi nhất quyết không chịu khi tôi nói rằng, miếng bít tết cô ấy làm cho tôi ăn quá cứng rồi sao nữa rồi cô ấy cầm luôn miếng bít tết lên phang vào đầu tôi <laughs> nếu thế thì hai vợ chồng cãi nhau trong bữa ăn anh lại chê bai bữa ăn hôm nay anh chỉ chiên cần nhằn, bẻ hành bẻ tỏi, ai mà chịu được. Thế mà hồi chưa cưới, anh thề thốt sẵn sàng chết vì em. Thật à, anh có thề sao? Chứ sao nữa, anh nhắc đi, nhắc lại lời thề ấy hàng ngàn lần. Thôi được, nếu thế, thì anh đành nuốt món thịt băm này vậy. Đáng đợi lắm chứ Một ông sống độc thân tới 55 tuổi mới cưới vợ Bạn bè hỏi tại sao ông chờ lâu thế Ông niềm nở đáp Tôi lấy vợ muộn là có lý do chính đáng của tôi Nếu chẳng may nàng là người khó chịu thì tôi không phải chung sống lâu quá với nàng còn nếu nàng là người dễ thương thì tôi chờ đợi bấy nhiêu năm cũng đáng lắm chứ không được đâu từng chân mặt đôi quyên ương nọ đi nghỉ ở thành phố cổ cô gái giao hẹn với chàng trai là cứ mỗi lần tiếng chuông điểm giờ của thành phố giống lên thì họ sẽ lên giường đến nửa đêm chàng trai mệt quá loạn chọn bước ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn và đến điểm canh năn nỉ xin ông già trực điếm ông làm ơn hai tiếng mới đánh chuông một lần tôi xin biếu ông chút tiền không được đâu lúc chiều có một cô gái xinh đẹp đã cho tôi khá nhiều tiền và nhờ tôi cứ nửa tiếng lại đánh chuông một lần rồi đêm cái đã một lần trong kỳ đi thưởng từng chân mặt anh chồng thủ thủy với vợ em yêu em thử nói xem đã có bao nhiêu người đàn ông đến với em trước anh? Im lặng, nàng Phật ý đấy mà, anh chồng tự nhủ. Một giờ sau, anh ta lại hỏi. Em không giận anh đấy chứ? Không, để yên cho em điếm cái đã nào. Thế nào là tuần chăng mật này thế nào là từng chân mật lấy bạn cậu cứ hình dung một thùng đầy mật à không một thùng chỉ có lớp mỏng trên thùng là mật ngọt còn phía dưới toàn là mật đắng ngắt thôi tầng chân mặt là như vậy đấy thế thì mình mở đúng cái thùng lật ngược rồi vừa cưới xong là ăn ngay cái phần ở đáy thùng rồi đã muộn một anh tâm sự với bạn trai trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì thế bây giờ sau khi lấy vợ cậu đã hiểu chưa hiểu quá rồi nhưng đã muộn <laughs> tên âu yếm bà vợ than với người hàng xóm chồng tôi trước đây thường âu yếm gọi tôi bằng tên những con vật như con chim bé bỏng của anh con mèo cưng yêu dấu vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất ơi ừ, không phải như vậy đâu anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ thật không khi nào vậy thật mà mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi tôi phải về ngay không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm lên bây giờ phạt gấp nhiều lần giờ cao điểm đường phố đông nghẹt một người đàn ông phóng xe máy như điên bị cảnh sát chặn lại anh có biết đi như vậy rất nguy hiểm không anh chuẩn bị nộp phạt đi lại vừa tôi biết nhưng nếu tôi về trễ dù chỉ một vài phút thôi thì còn nguy hiểm hơn nhiều anh nói sao vâng thưa anh sư tử nhà tôi mà xử lý thì mức phạt còn gấp nhiều lần các anh cơ. Bẻ bớt. Thấy anh chồng nọ suốt ngày đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo. Đàn bà là những bông hoa, không nên vùi dập họ. Anh chồng đáp tỉnh khô. Đầu có, Tôi chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi. Thử hay thật. Anh yêu, anh có thể gửa bác giúp em được không ạ? À? Hôm nay công việc anh bù đầu, bây giờ mệt bả, cả người ra. Em chỉ muốn thử anh yêu thôi chứ bác em đã rửa xong từ lâu rồi. Em yêu, anh cũng chỉ đùa đấy mà. <laughs> người đều khiển Anh chàng nói với cô vợ Chồng gia đình, người chồng phải đảm đương vai trò chủ cột Thế còn người vợ, anh yêu? người vợ phải đảm điên vai trò điều khiển cái trụ cột kia. <laughs> Mai anh sẽ mua. Cô vợ thủ thủy với anh chồng keo kiệt của mình. Anh yêu, chiếc áo khóa cổ của em đứt sạch cúc rồi. Mặt thế này em thấy ngượng lắm. Không sao ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc áo mới chứ ạ à? không cúc áo đề sức và lựa chọn trong lúc tranh cãi quyết liệt không ai chịu ai người vợ đề sức ý kiến tôi có hai phương án giải quyết được vấn đề này thứ nhất chúng ta đều phải thừa nhận là tôi đúng nghe thế người chồng hỏi thế còn phương án thứ hai cả hai chúng ta đều phải thừa nhận là anh sai <laughs> không sợ tiếng bà vợ nheo nhéo trong ống nói Ông nhớ giặt giũ quần áo rồi nấu cơm. Tối nay tôi có việc phải về muộn. "Nghe vậy, ông quát vào ống nói: Bà im ngay cái mồm đi. Tôi không làm bà về muộn hay bà đi luôn, tôi không quan tâm." Nói xong, ông đập mạnh ống nói xuống. Ông bạn hàng xóm vừa đến cửa, thấy vậy trợn tròn mắt hỏi: Ông không sợ bà ấy hay sao mà lại dám quát tháo ngắt lời bà ấy thế? Lát nữa bà ấy về thì ông tiêu đời. Sợ cái quái gì cơ chứ? Bà ấy gọi nhắn vào máy điện thoại ghi âm từ lúc sáng. Bây giờ tôi mới về mở ra nghe lại. Tôi quát cho bà ấy một trận cho bỏ tức đó mà. <laughs> Tức và tiếc Chuông điện thoại reo Anh chồng bảo vợ Em ra nhắc máy đi Nếu có ai hỏi anh thì bảo Rất tiếc Nhưng chồng em không có nhà Người vợ nhắc máy Sau khi nghe liền nói Rất tiếc Nhưng chồng em có nhà Quỷ tha ma bắt cô đi tôi đã dặn cô trước rồi kia mà nhưng anh yêu ơi bởi vì người ta không hỏi anh <laughs> mình là ai nhỉ đêm khuya cô vợ mơ thấy dường như mình đang ngủ với nhân tình thì chồng bước vào phòng bừng tỉnh nàng đánh thức chồng nhảy qua cửa sổ mau lên, chồng em về đấy. Người chồng mắt nhắm mắt mở, hốt ngoãn tuột khỏi giường, mở cửa sổ nhảy vọt qua. Khi bay qua cửa sổ, anh ta tự nghĩ. Thế mình là ai nhỉ? <laughs> Giống mà lại khác. Vợ và chồng đi nghỉ ở hai nhà nghỉ khác nhau. Một thời gian sau đó bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau. Anh chồng nói, Em yêu, anh phản bội em trọn vẹn hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai với cô ghi tóc ký. Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ. Lần thứ hai là với một đội bóng. Lý do hai người đàn ông gặp nhau ở địa ngục, họ kể cho nhau lý do phải xuống dưới đó. Người thứ nhất nói: Tôi chết vì lạnh. Còn tôi chết do ghen tôm cứ nghe vợ có nhân tình là bỏ cả việc để về nhà rình bắt một hôm do tìm không thấy tình địch tức quá tôi đứt mạch máu não mà chết trời nếu như lúc ấy anh mở tủ lạnh ra thì có phải là hai chúng ta không phải phí đời rồi không <laughs> Tội gì? Sao mặt mũi cậu xuống vù lên thế kia? Ờ, ừ, tớ vừa bị mấy thằng bạn nện cho một trận trí tử. Vì tội gì vậy? Tội chung thủy. chung thủy thì tốt chứ sao? Nhưng tớ chung thủy với vợ chúng nó... <laughs> ngôn từ nghề nghiệp. Hai vợ chồng mới cưới đã ra tòa đòi ly hôn, tòa hỏi lý do, người vợ đáp. Anh ấy chỉ có mã bên ngoài là đẹp, còn bên trong là hàng kém phẩm chất. Nghe thế, anh chồng cũng không kém bác lời ngay. Thưa quý tòa, tôi được bố mẹ cô ta tiếp thị bảo đảm là hàng xịn. Nhưng khi về dùng mới biết là hàng xây canh hen. Cha, mẹ và hôn nhân. Hai người bạn nói chuyện với nhau. Sao mà cậu không cưới vợ đi? Mình không tài nào tìm được vị hôn thê. Tất cả những cô gái mình tìm mẹ mình đều không ưng vậy thì cậu hãy tìm cô nào giống mẹ cậu mình đã tìm thấy rồi đấy nhưng bố mình lại làm ầm ĩ cả lên <laughs> kết nghĩa bà mẹ nói với cô con gái mẹ thấy con thân mật với thằng dũng quá đấy còn nhỏ con phải lo học mẹ đừng lo anh ấy xem con là em kết nghĩa không được ngày xưa bố mày là chú kết nghĩa của mẹ đấy <laughs> công dụng của cái tai trong giờ học minh không tập trung nghe giảng thì thầy giáo bắt trả lời câu hỏi, cậu chịu cứng không trả lời được. Thầy véo tay cậu, em á, mọc ra hai cái tay để dùng vào việc gì? Thưa thầy, cái tay này đã bị thầy dùng rồi, còn cái tay bên kia, sau khi về nhà bố em sẽ dùng à? <laughs> chả đũa. Một sinh viên tỉnh lẻ ở với một sinh viên thành phố ở ký túc xá sinh viên. Sinh viên thành phố ngày nào cũng dẫn bạn gái về chơi bời, bật nhạc to suốt ngày đêm, khiến sinh viên tỉnh lẻ rất khó chịu. Nhưng anh ta vẫn những nhục chịu đựng, không nói năng gì. Sau đó khi tỉnh ngộ, anh sinh viên thành phố tỏ ra ăn hận với anh sinh viên tỉnh lẻ. Thời gian qua, tớ làm phiền cậu quá. Từ nay, tớ sẽ không làm thế nữa. Anh sinh viên tỉnh lẻ cảm động cũng bọc bạch luôn. Cậu biết nghĩ thế, tớ cảm ơn cậu nhiều. Thôi thì tớ cũng hứa với cậu, từ nay tớ không đái vào nồi canh của cậu nữa. <laughs> Trượt là đáng lắm. Một giáo sư nổi tiếng cho điểm khắc khe, lần ấy đang đi ngoài đường, ông bị một sinh viên thi trượt ném một hòn gạch từ trên cao xuống. Nhưng anh ta ném trượt. Vị giáo sư lạnh lùng nói: "Một sinh viên mà không tính nổi vận tốc rơi tự do của một viên gạch thì thi trượt là đáng lắm." tôi thì không một cô gái đẹp bốc lửa đến phòng khám của bác sĩ sản khoa nhờ đặt vòng ngừa thai sau khi bảo cô ta cởi hết đồ ra leo lên bàn nằm ông nói cô đợi một chút để tôi pha cốc thuốc an thần trước khi bắt tay vào việc Thưa bác sĩ, nhưng tôi hoàn toàn bình tĩnh mà bác sĩ. Với cô, có lẽ đúng. Xong, với tôi thì không. Thích tắt sợi bông Ở phòng khám bệnh tâm thần, một thanh niên giải thích rằng người nhà cứ bắt anh ta đi khám bệnh chỉ vì anh ta thích dùng tắt sợi bông chứ không thích dùng tắt ni lông. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi, Thế thì có gì lạ, tôi cũng thích dùng bít tết sợi bông mà. Thế à, nhưng bác sĩ thích dùng nó với dầu thực vật hay nước sốt cà chua. <laughs> Vui một chút tại một khách sạn người quản lý nói với ông khách đến thuê khách sạn tôi chưa thể cho anh chị thuê chung một phòng chừng nào anh chưa chứng minh được đây là vợ anh nếu ông chứng minh được đây không phải là vợ tôi thì tôi đòi ơn ông cả đời không can thiệp quan tò nói với bị cáo thế có nghĩa là anh nhìn thấy tên tội phạm bóp cổ bà nhạc phụ của anh thưa tò tôi nhìn thấy ạ à. vì sao anh không xong tới giúp tôi cũng muốn giúp xong nhìn thấy hắn ta tự mình có thể giải quyết được nên tôi quyết định không can thiệp <laughs> say có hai anh chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán sau khi rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe máy phóng đi đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh đằng trước này cậu phóng vừa vừa thôi tớ chưa muốn chết đâu ồ vậy mà từ nãy đến giờ tớ cứ tưởng cậu đèo tớ ta... <laughs> Súng xăng Tiễn con chơi lên thành phố học Ông bố thân mặt nói Thành phố là chốn ăn chơi Thời trẻ Bố từng sống ở đó Nên bây giờ không muốn cấm đón con Những điều tuổi trẻ thường mắc phải Các cô gái ở đấy xinh đẹp Và đầy quyến rũ con có thể khuây khỏa chút ít có điều mẹ con là người nghiêm khắc vậy khi cần tiền thanh toán cho cô nào con cứ viết thư về cho bố nhưng nhớ nói đấy là tiền chi cho các cuộc đi săn nghe chưa một thời gian sau ông bố nhận được một loạt thư xin tiền đi săn lúc ở ngoại ô lúc ở nội thành và nhiều nơi khác với những con số đáng ngại mỗi lúc một tăng từ 300.000 lên 500.000 rồi lên cả triệu đồng. Đang định viết thư khuyên con bớt săn bắn để chăm lo việc học hành và để đỡ tốn tiền. Thầy ông bố nhận được thư của con trai. "Bố ơi, gửi gấp cho con 10 triệu để con chữa súng săn." <laughs> anh hai vợ. Một anh chàng có hai vợ, tới đến ngủ chung với vợ cả ở phòng trong, vợ lẽ ngủ phòng ngoài. Vào một đêm phía, vợ lẽ đọc thơ. Đêm phía, gió lặng sóng yên, lái kia có muốn ghé thuyền sang chơi. Anh chàng nọ lòng thì rất muốn ra, nhưng vợ cả giữ chặt quá, liền đáp. Muốn sang bên ấy cho vui, mắc đồn lính gác, khó xuôi được đò. Cô vợ cả nghe thấy vậy liền đọc. Xong kia ai cấm mà lo, muốn xuôi thì nộp thuế đò rồi xuôi. Cô vợ hai tiếp lời. Chẳng buôn chẳng bán thì thôi, qua đồn hết vốn còn xuôi nổi gì. Anh chàng thấy vậy tức lắm, phàm là lái buôn, tất nhiên phải trường vốn lãi nhiều. Cớ chi chịu hẩm hiu như vậy, bèn đọc. Anh đây buôn một bán nghìn, vốn dài lại nhớn xá chi một đồn. Vợ cả thấy chồng ba hoa có phần hơi quá, và hai thứ tóc trên đầu rồi, đâu còn phong độ như năm nào nữa, cười khẩy mà rằng. Khoe khoang chẳng ngưỡng cái mồm, Gấp đôi chắc được nghìn đòi đâu ra. Khi đó, vợ hai mới chợt hiểu là vợ cả đã nhầm. Đâu vì tuổi cao sức yếu, chẳng qua mới cũ khác nhau. Đầu gói tay ấp, những mong được trăm năm, ai ngờ xưng sắc mặn nồng qua nhanh hơn gió thoảng. Trước nhân tình thế thái như thế mà than rằng. Hay chăng mới cũ khác ra? em đây vẫn thấy một ra ba nghìn. Các mặt Tại hội nghị tổng kết thi đua của nguyện, đồng chí phụ trách thi đua nguyện nói với một đại biểu xã. Xã của chị được lên báo cáo điển hình. Chị hay nói dài lắm đó, không ai nghe đâu. Phải nói ngắn thôi nhưng vẫn cần nêu đầy đủ các mặt phụ trách thi đua xã lên báo cáo thưa các đồng chí tôi xin trình bày rất tóm tắt các mặt thành tích của xã chúng tôi về toàn diện chúng tôi được mặt năng sức lúa đội kỹ thuật được thành tích ở cái mặt giống các cháu thiếu nhi được thành tích ở cái mặt châu đội chăn nuôi được thành tích ở cái mặt lợn chạm phòng dịch được thành tích ở cái mặt chó chị em phụ nữ được thành tích ở cái mặt vòng thành tích chúng tôi còn có nhiều mặt nữa nhưng không thể kể hết ra đây vì nó là con lừa một diễn giả để chứng minh cho mọi người cái hại của tệ nghiện rượu, đã hỏi cử tỏi như sau. Thưa các ngài, nếu chúng ta đặt một con lừa trước một xô nước và một xô rượu, nó sẽ chọn xô nào để uống? Tất nhiên là xô nước rồi. Vì sao vậy? Vì nó là đồ con lừa. <laughs> Tưởng lầm Có một anh chàng hay say Mỗi khi nhậu say về Lại hôn vợ rất là tay Một cử chỉ mà hầu như Anh ta không thực hiện khi tỉnh Bởi vậy Bà vợ dù rất bực mình Nhưng cũng cảm động Về cái cử chỉ âu yếm thân khiết ấy Mỗi khi anh ấy uống rượu say về Một anh bạn hàng xóm Thấy tới liền hỏi Tại sao cậu hay hôn vợ những lúc say như vậy? Có gì đâu. Những lúc ấy, mình tưởng bà xã là cô hàng sớm cơ. <laughs> Cưng lại. Nghe tin cửa hàng có loại táo ngon mới về. Bà mẹ sai cậu con trai ra mua một căn. Khi cậu con trai mang táo về, Bà ta đem ra căn thử thì thấy rõ ràng thiếu mất nửa cân Bà mẹ học tóc chạy ra cửa hàng phản đối. Tôi không ngờ các chị làm ăn điêu to như vậy. Cháu nó mua một căn táo ở cửa hàng. Về nhà, căn lại chỉ còn có nửa cân Là nghĩa làm sao? Chị bán hàng một tủm tỉm cười, nhã nhặn và hỏi lại. Nhân thưa bà, bà đã căn lại cậu con trai quý tử của bà chưa ạ à? ai đang nói đây sau khi nghỉ hè tôm vẫn chưa muốn đi học mà muốn ở nhà thêm ba ngày nữa tôm gọi điện thoại cho thầy giáo và cố bắt chước giọng nói của bố thưa thầy cháu tôm bị ốm phải vài ngày nữa cháu mới đi học được nghe thế thầy giáo liền trả lời vâng vâng tôi rất buồn về chuyện đó thế ai đang nói chuyện đấy thưa thầy bố em ạ à. con lừa anh chồng nói với cô vợ phụ nữ phải rất biết ơn thế giới động vật anh yêu em chẳng hiểu anh nói gì cả ừ anh giải thích cho em nghe nha chồn cho em bộ da để mai áo lông cá sấu cho da để mai túi sách rắn thì cho da để đóng giày và cuối cùng luôn luôn có một con lừa để trả tiền sắm những thứ ấy. Vợ tôi bắt. quan tò hỏi tên trộm. Như vậy là anh đã đột nhập tiệm quần áo phụ nữ năm lần trong một đêm. Thế anh đã lấy được gì? Thưa tò, chỉ là một cái áo dài phụ nữ một cái thôi à Vâng Nhưng vợ tôi bắt tôi phải trở lại bốn lần Để đổi đúng chiếc áo mà nàng thích Kèn Có một thanh niên được mời đến nhà một người bạn ăn cơm Sau khi ăn uống xong Cậu ta bảo bạn Tớ phải chuồn về cơ quan thôi Mấy giờ rồi nhỉ? thế là người bạn đứng dậy bước ra nhìn cửa sổ anh ta ngắm trời một lúc rồi tuyên bố hai giờ kém hai mươi lăm sao cơ cậu không có đồng hồ cơ mà không cái chính là tớ cũng chẳng tin vào đồng hồ thế cậu tin là không bao giờ nhầm giờ bằng cách nhìn bầu trời chứ không bao giờ cả này thế cậu thức dậy vào lúc đêm thì cậu làm sao biết được là mấy giờ thì tớ đã có cái kèn sao cậu nói cái gì cơ tớ nói là tớ đã có cái kèn nếu tớ tỉnh dậy vào ban đêm mà tớ muốn biết mấy giờ rồi thì tớ sẽ thổi kèn lên rồi sau nữa? Ờ, lúc đó chắc chắn sẽ có một người hàng xóm nào đó mở cửa sổ và hét toán lên. Mới 3 giờ sáng mà thằng điên nào đã thổi kèn ầm ĩ lên thế? Đỡ đẻ một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mắc bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ. Bà đến với hồn dụng cụ trong tay. Bà nói với người chồng. Anh hãy đi ra khỏi chỗ này. Đây không phải là việc của anh. Khoảng 10 phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói. Anh có cái kiềm không? Hả? Người chồng lo lắng hỏi. Vâng, kìm, nhanh lên, hãy tìm đi, không há hở gì hết, tôi biết việc tôi làm mà. Ông chồng đi tìm cho bà ta một cái kìm, nhưng khoảng 15 phút sau, bà ta lại xuất hiện ở cửa. Anh có cái cờ lê to không? Cờ lê á? Lại chúa tôi, điều gì đã xảy ra thế? Không có gì cả đâu. Anh khỏi lo. Tôi có bằng cấp hẳn hoi cơ mà. Nhưng tôi cần một cái cờ lê. Người chồng đem đến cho bà ta một cái cờ lê. Bà ta khép cửa lại. Người ta nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau đến ghê gợn. Sủng sỏn, lét két. Ông chồng hồn vía trên mây. 15 phút sau, bà đỡ thò đầu ra cửa, dễ nhảy, nhảy mồ hôi, thở hổn hển. Anh hãy nghe đây, anh gọi cho tôi một người đồng nghiệp của tôi. Tôi không làm thế nào mở được hòm đồ nghề của tôi được. <laughs> Tiền phạt Một người dân đã sống ở một thành phố xứ Escort, Anh nay có dịp trở lại thăm, trông thấy một cái biển mới trong công viên. Không dẫm lên cỏ, ai dẫm lên cỏ, phải phạt một đô la. Thấy khác hẳn ngày trước, ông ta chạy đến hỏi người cảnh binh đang làm nhiệm vụ gần đó. Thưa ông, tại sao ngày nay lại giảm nhẹ tiền phạt như thế? Trước đây cũng ba đô la cơ mà. Hạ à, là phải, vì nếu phạt ba đô la, thì chẳng có ma nào dám dẫm lên cỏ cả. Ông hiểu chứ? <laughs> Tội hắt hơi. quan tò hỏi tên chậm. Trước đây, anh đã ngồi tù lần nào chưa? Thưa tò, đã có một lần rồi ạ. Vì sao vậy? Thưa tò, vì tội hắc hơi. Đừng có nói ba lát, không có đạo lực nào bỏ tù người ta về tội hắc hơi cả. Thưa tò, tôi không dám nói nhảm nhí đâu ạ. À. Sự việc như thế này. Hôm ấy tôi lẻn vào một nhà, tôi mò đến một chiếc hòm. Tôi vừa ra thì bắt hình lình, tôi hắc hơi. Thế là người ta tóm cổ tôi lại Và sau đó tôi bị bỏ tù Đố thầy đấy Giờ kiểm tra Thầy giáo dạy sinh vật đem đến một hòm Bên trong đựng đủ cả các loại chim Thầy lôi ra một con chim Và giấu ra đằng sau Chỉ để học sinh nhìn thấy cái đuôi thầy hỏi một học sinh đây là chim gì dạ thưa thầy đây là chim sáo ạ à. không đúng đó là con gõ kiến cho em đón lại lần nữa con này là con gì dạ em nghĩ đó là con chim chào màu ạ à. không phải đây là chim ngoạ mi em không học gì cả tôi thật buồn mà phải cho em không điểm tên em là gì em đố thầy đấy thói quen nghề nghiệp thầy giáo trẻ dạy văn tâm sự với người yêu cũng là một đồng nghiệp hôm nay anh hẹn gặp em để nói chuyện về chủ đề tình yêu Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ. Lát nữa anh sẽ chắc vấn đấy. Anh sẽ dẫn chứng cụ thể, sinh động, qua mỗi phần. Sẽ có tiểu kết để em nắm. Em hiểu chứ? Dạ, thưa thầy em hiểu Chết Sao em lại gọi anh thế Qua mắt Giờ kiểm tra Cả lớp đang im lặng làm bài Còn thầy giáo tranh thủ đọc tiểu thuyết Bỗng thầy giỏng dạc Tớn Không được nhìn bài của bạn Có tiếng rụt rè dạ thưa thầy không thưa với gửi gì hết cả tôi nhìn thấy hết rồi qua mắt tôi thế nào được thưa thầy hôm nay bạn tấn nghỉ học ạ à. <laughs> hoa hồng một cô giáo rất trẻ mặc một chiếc áo len đẹp có thiêu một bông hoa hồng rất to và đẹp ở trên ngực cô giáo tỏ ra rất hãnh diện khi được các em học sinh khen chiếc áo của mình nhân tiện đó cô giáo muốn kiểm tra kiến thức của các em học sinh liền hỏi Đố các em hoa hồng sống bằng gì thưa cô hoa hồng sống bằng không khí và nước lã ạ à. cô giáo nói không phải Học sinh thứ hai nhìn bông hoa trên ngực cô giáo rồi trả lời. Thưa cô, hoa hồng sống bằng sữa ạ. À? Cô giáo đỏ mặt trả lời không phải. Học sinh thứ ba trả lời. Thưa cô, hoa hồng sống bằng phân và nước giải nên nó mới to và đẹp như thế. Cô giáo rất hài lòng nhưng học sinh thứ hai tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thưa cô, em không ngờ rễ của nó lại dài đến như vậy. <laughs> già và trẻ Tại bãi tắm, có cô gái xinh như mộng mặc đồ bikini tiến lại chỗ một cậu thanh niên và một ông già đang nằm phơi nắng để hỏi giờ. Anh chàng thanh niên nhanh nhẹn trả lời. Em ơi, hiện đang là giờ cao điểm 12 giờ rồi đó. Còn ông già thì cằn nhằn nói. Đáng tiếc, đã là sắp 5 giờ rưỡi chiều rồi, thưa cô. <laughs> Tiếp tế Tại một trại giam nữ giải trưởng sau khi nhận được tiếp tế lương thực về khoe chị em ơi tôi muốn báo cho chị em hai tin mới một tin vui một tin buồn chị em thích nghe tin nào trước các nữ tù nhăn nhau nhau lên nói tin vui trước đi sau đó hãy nói tin buồn tin vui là chúng ta được tiếp tế rất nhiều dưa leo tươi và to. Cả phòng giam như tức nước vỡ bờ reo lên sung sướng. Trải trưởng nói tiếp: "Tin buồn là tất cả các quả dưa leo đều bị thái thành lát hết rồi." <laughs> Ở nhà không được trong rạp hát một đôi trai gái cứ hôn nhau liên tục từ phía sau một giọng phẫn nộ cắt lên trò này diễn ra ở nhà có hay hơn không tiếng trả lời từ phía trên nhưng ở nhà vợ tôi không cho phép thưa ngài <laughs> aladdin aladdin sau khi lấy được công chúa trong đêm tăng hôn vô tình thế nào lại sờ phải cái đèn thần lập tức thằng đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng công chúa ngượng lắm nói anh đuổi cái thằng này đi chứ aladdin lập tức ra lệnh cho thằng đèn thằng đèn hãy đi xây cho ta một cái lâu đài thật to thằng đèn biến đi đâu sau 5 phút đã xây xong, quay lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn hai vợ chồng. Aladdin tức giận ra lệnh. Thằng Đen, hãy săn bằng cho ta ba quả núi. Sau 3 phút, thằng đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Aladdin bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa mới nói, em đã có cách rồi và gọi thằng đèn ra ngoài cửa và từ lúc đó trở đi không thấy thằng đèn quay lại nữa sáng ra aladdin ra cửa thấy thằng đèn đang ngồi khóc ở trước cửa aladdin hỏi làm sao thằng đèn lại khóc công chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong à thằng đèn miếu máu Công chúa đưa cho ta một cộng lông, bắt ta vuốt cho thẳng, mà ta vuốt mãi cả đêm, mà nó vẫn cứ săn. Cầm, chuột Một gia đình viên chức nhỏ kia, tiền nông trong nhà đều nắm vào tay vợ. Một hôm người chồng muốn tiêu một món riêng, nhưng không có tiền. Anh ta bèn nghĩ ra một mẹo để lừa vợ. Anh lấy dây buộc quật cái ấy ra phía sau, đoạn bảo vợ: "Hôm nay tôi có món phải tiêu tiền, túng quá, chót đem cái ấy đi cầm năm chỉ bạc rồi." Cô vợ nghe nói vội vàng lấy tay sờ xem. Quả nhiên không thấy Chị ta lập tức lấy ngay 10 chỉ bạc đưa cho chồng rồi bảo. Đi chuột về ngay đi. Có cái nào to hơn thì các thêm tiền mà đổi. <laughs> Anh thật là thánh. Ngày xưa có một chiếc da khổng tử nọ một hôm khi người đang khao thao bắt diệt trước đám môn sinh kế thuyết muốn trở thành thánh thì phải lánh xa và ghét đàn bà thì bà vợ ở đâu sòng sọc vào thấy sư phụ tót mồ hôi hộp một môn sinh thương tình nhanh chí đứng dậy ứng đáp thầy dạy chí phải muốn đắc thắng thì phải ghét cay ghét đắng mọi người đàn bà khi nhà mình đã có một người đàn bà rồi bà vợ hả hê lui ra còn ông khổng tử thì hú vía vội chấp cả hai tay vái lấy mấy cái ăn nhân con thật là thánh <laughs> bộ rau của phú ông ở làng nọ có một phú ông tính tình tham lam vô kể hễ bất cứ thấy việc gì miễn là kiếm được tiền thì dù phỉ nhổ đến mấy y cũng làm bằng được một hôm đang ngồi xem đầy tớ đốn che để bán phú ông chợt thấy một anh nông dân cầm mấy chục quan tiền tốt cứ đi tới đi lui gần đó lấy làm lạ ông hắn giọng rồi khách dịch quát hỏi ê thằng kia rình mò chi đó định ăn chở hả anh nông dân vội phân trần dạ con đâu dám số là con đang đúc một pho tượng quan văn trường to y như người thật các cụ trong làng sai con đến kiếm mua một bộ râu năm chòm thật đẹp để gắn vào con đi mãi mà chưa kiếm được ai chịu bán ai cũng nói râu tóc là của cha mẹ sinh ra không ai chịu cắt đi cả phú ông nghe nói nghĩ ngay đến bộ râu của mình vội cắt ngang lời hay thế mày mua với giá bao nhiêu dạ ba chục quan ạ à. nghe món tiền to phú ông như mở cờ trong bụng liền đổi thái độ dịu giọng. Ờ, giá đó cũng được đó. Này, anh thấy hàm râu của ta ra sao? Đẹp đấy chứ. Có mua không? Ta bán. Dạ, con đâu dám. Sao lại không dám? Dạ, ông là bậc chức sắc trong làng, không có hàm râu, làm sao đi ra với người ta được. Con sợ ông đùa. Nói vậy cho con làm, rồi quở con bắt kính. Không đâu, ta nói thật mà. Quân tử nhất ngôn, anh đừng sợ gì hết. Anh nông dân còn tỏ vẻ phân vân, ngần ngại mãi. Phú ông phải năn nỉ. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận. Phú ông viết giấy cam đoan đến mai sẽ bán cả hàm rau cho anh con trai lấy ba mươi quan tiền. Nếu giữa chừng đổi ý sẽ phải đền ba trăm quan. Viết giấy rồi, phú ông vẫn cứ sợ anh nông dân đi mua nơi khác, còn dặn đi dặn lại mãi. Thế là giao mọi miếng rồi nhé, không được quên đấy. Sáng mai đến giờ hẹn. Lão phú ông bắt ghế ra sân chờ. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây thì anh nông dân đến đem theo mấy người lực lưỡng. Trước sự kinh ngạc của phú ông, anh ra lệnh cho mấy người kia đè lão xuống, kề dao vào định khoét lấy bộ hàm. Phú ông quảng hốt kêu lên: "Ô hay, tôi bán rau cơ mà, sao lại đòi khoét thịt?" anh nông dân đưa giấy cam đong ra thì không phải chính ông đã viết giấy bán cả hàm rau lấy ba mươi quan tiền sao nếu chỉ rau không có đâu mà đắt thế bây giờ ông lật lộn phải không phú ông thua lý cãi mãi không được đành bồi thường ba trăm quan để cứu lấy bộ hàm của mình anh nông dân và những người đi cùng đi về rồi lão ta tức và tiếc của quá, ngã bệnh, thuốc thang hơn 10 hôm sau mới khỏi. Trên giường bệnh, lão buồn tình cảm tác một bài thơ. Thăng tham chẳng có ích gì đâu, trẻ dại còn theo đến bạc đầu, chót đã tay chàm rồi mới biết tham thân chẳng có ích gì đâu thật thà chàng và nàng đang ngồi tâm sự chàng hỏi em yêu theo em thì tình yêu có màu gì nào dạ màu đen sao kỳ vậy từ khi quen anh cho tới giờ những nơi anh đưa em đi chơi nơi nào cũng tối thui à. Thế anh yêu em chứ? Ừ, anh yêu như một kẻ cuồng si. Anh có thể chết vì em chứ? Tất nhiên là không, tình yêu của anh bất tử mà. Là Nam Nhi mà chỉ yêu có một người rồi cưới ngay thì thật là hằng đằng. Anh yêu quý vậy anh thông minh hay đặng à tất nhiên là anh đặng rồi <laughs> sai mà đúng đúng mà sai một quý ông ngồi ăn tiệc với một số quý bà để góp vui ông ta ra một câu đố tôi đố quý vị biết giữa hai chân tôi là cái gì các quý bà đỏ bừng mặt không ai dám trả lời. Rất đơn giản, thưa quý vị, ở giữa hai chân tôi là cái chân ghế. Các quý bà cười ồ cả lên, lấy làm thú vị lắm. Một lúc sau, ông ta lại nói: "Bây giờ tôi lại xin hỏi quý vị xem giữa hai chân tôi là cái gì?" Các quý bà nhao nhao lên cái chân ghế ông đã nói rồi còn gì mà phải đố thưa quý vị bây giờ thì giữa hai chân tôi không phải là cái chân ghế như tôi đã nói mà nó đúng là cái mà quý bà đã nghĩ tới khi lần đầu tôi đố đấy chó giống Ông bà thương nhau lắm, chẳng mấy khi to tiếng với nhau. Hôm qua chỉ là chuyện con chó mà hai ông bà xảy ra chiến tranh lạnh. Bà quý chó lắm, bà nuôi hai con cái. Sáng nào bà cũng dẫn chúng ra công viên dạo. Thỉnh thoảng còn chụp ảnh đưa lên Facebook nữa. Đã đến lúc chúng đòi đi tơ. Bà dẫn chúng sang nhà cậu mít lấy đực. Lúc đi, Bà mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa ông thọ và sột sọt mở két. Lúc về, hai con chó kiểu được phá chinh sướng dần. Cứ thấy hai mắt sáng rực, lưỡi lè ra, đuôi vẫy rối rít. Bà khoe với ông. Đấy, cậu mít có con chó đẹp lắm, tốt giống. Tôi cho cậu ấy hai hộp sữa, còn cho thêm 500 ngàn để bồi dưỡng nữa cơ ông hơi bị tuổi thân, thấy xuất hiện không bằng kiếp chó. Đời ông nhảy bao nhiêu lần mà có thấy bà pha cho cốc sữa nào đâu, chứ chưa nói được cho tiền bao giờ. Ông quát nhẹ, coi chừng bà quý chó đực giống hơn tôi đấy bà. Lờm ông một cái thấy mặt ông dài ra. Thôi, để tôi pha sữa cho ông người già nói chắc như đinh đóng cột. Chiều bà nấu cơm, ăn sớm, tắm rửa mặc vái mỏng, sức chút nước hoa lên giường lướt Facebook. Bà pha cốc sữa cho thêm ít đường để trên một cái khay, chờ ông uống. Khổ cho mấy ông già, không phải lúc nào nhích lên là lên được, nên người đời có chuyện tiếu rằng. Cái pháo của đàn ông chia làm ba thời kỳ lúc còn trẻ, nó có tài, cứ nghe thấy gái là nó dựng ngược lên rồi. Trung niên, thì nó trong mắt phải nhìn thấy gái nó mới dậy được. Về già, nó có cái mũi phải ngửi thấy nó mới lờm dậy được. Mà hôm nay, làm sao ông cứ lấy bẫy như cao dậy non, ngửi mãi mà không làm nên trò chống gì. Bà tót hết mồ hôi, ngồi bật dậy bảo ông á không được như con chó đực giống thì đừng có hỏi đường sữa nữa nhé <laughs>